Thời tiết thay đổi đột ngột, trở nên lạnh và hanh khô, khiến cho da nhanh chóng bị lão hóa. Để luôn giữ được nét trẻ trung tươi tắn vốn có của làn da, da bạn cần một chế độ chăm sóc thật đặc biệt. 1 bộ mỹ phẩm bao gồm nước hoa hồng, serum dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm và serum dưỡng mắt. Bạn nên sử dụng một loại mặt nạ phù hợp với làn da của mình. Đối với Thảo, Thảo chọn mặt nạ nghệ, mật ong và đông trùng hạ thảo. Hỗn hợp này giúp cho da dưỡng ẩm, mịn màng và tẩy dần những vết nám nhỏ. Một bộ mỹ phẩm chuyên dụng là một sự lựa chọn tốt nhất cho người phụ nữ hiện đại và bận rộn.